phật tử chư phật thế tôn có mười pháp quyết định những gì là mười. Đó là tất cả chư Phật quyết định từ cung trời đâu xuất hết thọ mạng hạ sinh. Tất cả chư Phật quyết định thọ sinh nơi thai mẹ mười tháng. Tất cả chư Phật quyết định nhàm chán vui thế tục cầu xuất ra. Tất cả chư Phật quyết định ngồi dưới cội bồ đề thành đẳng tránh giác ngộ các Phật Pháp. Tất cả chư Phật quyết định nơi một niệm ngộ tất cả Pháp thị hiện thần lực tất cả thế giới. Tất cả chư Phật quyết định đúng thời chuyển bánh xe pháp. Tất cả chư Phật quyết định tùy chúng sinh gieo trồng căn lành, đúng thời nói pháp mà vì họ thọ ký. Tất cả chư Phật quyết định đúng thời vì chúng sinh làm Phật sự. Tất cả chư Phật quyết định vì các Bồ Tát đã thành tựu mà thọ ký biệt hiệu. Tất cả chư Phật quyết định một niệm trả lời khắp hết những câu hỏi của tất cả chúng sinh, đó là 10. Phật tử chư Phật Thế Tôn có 10 pháp mau chóng, những gì là 10, đó là tất cả chư Phật nếu có ai thấy được thì mau được xa lìa tất cả đường ác, tất cả chư Phật nếu có ai thấy được thì mau được viên mãn công đức thủ thắng, tất cả chư Phật nếu ai thấy được mau được thành tựu căn lành rộng lớn tất cả chư phật nếu ai thấy được mau được vãng sinh cõi trời thanh tịnh vi diệu tất cả chư phật nếu ai thấy được mau được dứt trừ tất cả nghi hoặc tất cả chư Phật, nếu người đã phát bồ đề tâm mà thấy được, thì mau được thành tựu tin hiểu rộng lớn, vĩnh viễn không thối chuyển, tùy căn cơ mà giáo hóa chúng sinh. Nếu người chưa phát tâm, liền mau phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tất cả chư Phật, nếu người chưa vào tránh vị mà thấy được, thì mau được vào tránh vị tất cả chư phật nếu ai thấy được thì mau được tất cả các căn thanh tịnh thế xuất thế gian tất cả chư phật nếu ai thấy được thì mau được diệt trừ tất cả chướng ngại tất cả chư phật nếu ai thấy được thì mau đắc được biện tài không sợ hãi đó là mười phật tử chư phật thế tôn có mười pháp thanh tịnh phải thường nghĩ nhớ những gì là mười đó là nhân duyên quá khứ của tất cả chư phật tất cả bồ tát phải thường nghĩ nhớ hạnh thanh tịnh thù thắng của tất cả chư phật tất cả bồ tát phải thường nghĩ nhớ tất cả chư phật viên mãn các độ tất cả bồ tát phải thường nghĩ nhớ tất cả chư phật thành tựu đại nguyện tất cả bồ tát phải thường nghĩ nhớ tất cả chư phật tích tập căn lành tất cả bồ tát phải thường nghĩ nhớ tất cả chư phật đã đủ phạm hạnh tất cả bồ tát phải thường nghĩ nhớ tất cả chư phật hiện thành chánh giác tất cả bồ tát phải thường nghĩ nhớ